trốn ở đây không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt mà. Sao cái chung cư này kỳ quá à? Hễ ai mất tích cũng chạy qua nhà Nhật tìm hết á. Tuy là Nhật 30 tuổi rồi nhưng mà cũng giữ được phẩm giá và tự trọng của mình nha. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Tụi trẻ bây giờ nói chuyện phức tạp khó hiểu quá. Ủa, vàng núi nó đi đâu được ta? Ủa, không phải là anh muốn tống cổ em anh ra ngoài đường sao? Bây giờ anh hả dạ rồi còn gì nữa. Thôi chú Tâm, anh xong, anh đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Ừ. Bye. Ngon nha. Vậy chứ không có con đuối đây rồi. Không có à? Ừ. Thôi đi. À, có trộm. Gì? Có trộm chú Tâm ơi, có trộm. Nhật ơi, mở cửa Nhật ơi. Mở cửa đi. Có chuột chứ không phải trộm. Trời ơi, vậy mà làm hết hồn. Ngủ đi nha. Chuột, chuột.